xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với fanpage của Học Văn Trị Hiên Trung học cơ sở lớp 6, 7, 8, 9. Các bạn ơi, không biết là ở thời điểm hiện tại thì các bạn đã chính thức có được cho mình những đề cương ôn thi giữa kỳ chưa? Vậy thì ngày hôm nay, chị có mặt ở đây để cùng chúng ta tổng hợp lại những kiến thức ngữ văn mà các bạn đã được học ở trong chương trình ngữ văn lớp 6, lớp 7, lớp 8 và lớp 9 để cho các bạn có được một cái nhìn hệ thống nhất về các tri thức đó liên quan đến bài học của chúng mình để cho các bạn có thể dễ dàng hơn trong quá trình mà chúng mình ôn thi nhá. Không biết là ở trên lớp thì các bạn học kiến thức ngữ văn như thế nào? Các bạn học những phần tri thức ngữ văn thì các bạn có để ý là chúng mình cần phải nắm chắc phần tri thức ngữ văn không? Như chị đã dặn chúng mình rồi, phần tri thức ngữ văn hay là phần kiến thức ngữ văn, đây là một phần vô cùng quan trọng và không thể bỏ qua trong quá trình mà các bạn học ngữ văn chương trình mới. Bởi vì sao? Đây sẽ là một kiến thức công cụ, một trong những dạng kiến thức công cụ để các bạn có thể đi khám phá văn bản. Đó, các bạn có thể khám phá văn bản theo hình thức là đọc hiểu thể loại. Các bạn cũng cần đến tri thức ngữ văn. Các bạn học về tiếng Việt đúng không ạ? Học những phần thực hành tiếng Việt, các bạn cũng cần đến tri thức ngữ văn để chúng ta giải quyết những bài tập liên quan đến thực hành tiếng Việt. Rồi những dạng viết, các bạn phải có khái niệm cơ bản. Các bạn phải có được những cái phần hiểu biết cơ bản về phần viết đó, về các dạng viết đó thì chúng ta mới có thể giải quyết được và chúng ta có thể thực hành viết được. Thế thì tóm lại, kiến thức ngữ văn là một phần vô cùng quan trọng và các bạn buộc phải học thuộc để xử lý được các bài đọc hiểu cũng như là các bài viết trong các đề thi của chúng ta. Được chưa nào? Nhớ, phải nắm được tầm quan trọng của phần kiến thức ngữ văn thì các bạn mới có thể học tốt được. Thế thì ở đây, ngày hôm nay, chị có một phần tổng hợp kiến thức ngữ văn liên quan đến các khối lớp của chúng ta. Các em có thể vào để các em xem. Được không ạ? Đó, các bạn thi, các bạn sẽ thi hai phần kiến thức trọng tâm, đó chính là đọc hiểu. Đúng không ạ? Đọc hiểu và phần viết. Vậy thì đọc hiểu với những dạng văn bản gì ạ? À, chúng ta sẽ có văn bản nghị luận. Đúng không ạ? Các bạn sẽ có dạng văn bản nghị luận. Rồi, dạng văn bản văn học. Đó, văn bản văn học. Và tiếp, dạng văn bản thông tin. Đúng chưa? Dạng văn bản thông tin. Thế thì ở phần viết các bạn sẽ thi về những dạng viết nào? Đa phần nhá, đa số các bạn sẽ thi về một là nghị luận văn học. Tiếp theo là nghị luận xã hội. Tiếp, có một số khối lớp, ví dụ như là lớp 6 này. Đó, lớp 6, lớp 7 thì các bạn sẽ thi về gì ạ? Văn tự sự. Văn tự sự, văn miêu tả. Đúng không? Văn biểu cảm. Đó, hoặc là văn thuyết minh. Thì cái này sẽ tùy thuộc vào từng khối lớp của các em. Các em sẽ có được cho mình những phần phần viết trọng tâm mà giáo viên sẽ hướng dẫn các bạn xem đâu sẽ là phần trọng tâm để các em chủ yếu ôn tập. Đúng không ạ? Đầu kỳ 1 thì chị thấy rằng là thường thường các bạn sẽ thi những cái dạng khá là đơn giản thôi. Bởi vì các bạn mới tiếp cận mà. Thế cho nên là chúng ta mới thi những cái dạng khá là đơn giản. Thì các em cũng phải chú ý điều đó nhá. À vậy thì đối với phần đọc hiểu thì sao? Đối với phần đọc hiểu các bạn sẽ đi học văn nghị luận, học văn bản văn học, học văn bản thông tin. À vậy thì cái khối lượng nhiều nhất, chiếm cái số lượng tác phẩm nhiều nhất đó chính là về văn bản văn học. Đúng không ạ? Về văn bản văn học chúng ta sẽ có cái số lượng văn bản, số lượng tác phẩm rất là nhiều. Vậy thì nó sẽ chia ra thành những tiểu loại nhỏ. Đó, những tiểu loại nhỏ sẽ bao gồm, đây các bạn có thể nhìn thấy này. Các bạn có thể nhìn thấy nhá. Đầu tiên về chuyện, đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta sẽ đi nói về chuyện. Khái niệm về chuyện là như thế nào? À vậy thì ở lớp 6 các bạn sẽ học gì ạ? À các bạn sẽ học những cái yếu tố đặc trưng ở trong chuyện. Ví dụ như cốt truyện. Đúng không ạ? Ví dụ như là nhân vật, ví dụ là ngôi kể và điểm nhìn. Ồ thế thì bây giờ nếu các bạn không chú trọng vào việc học tri thức ngữ văn thì làm sao các bạn có được những cái khái niệm này? Và làm sao khi mà đi vào một bài đọc hiểu, người ta đưa ra cho các bạn một đoạn trích truyện, người ta muốn các bạn là gì ạ? À phân tích ngôi kể, hay là chỉ ra ngôi kể điểm nhìn câu chuyện ý đi.
thì các bạn có làm được không? Chắc chắn là không, nếu không nắm được tri thức ngữ văn. Thế thì hãy nhớ cho chị này, về những cái kiến thức cơ bản liên quan đến chuyện thì chúng ta sẽ nhắc đến. Đó là đầu tiên khái niệm về chuyện là gì? Nó là một tác phẩm văn học, ban đầu sẽ là thế, đúng không ạ? Là một tác phẩm văn học kể lại câu chuyện, có cốt truyện, có nhân vật, không gian, thời gian, hoàn cảnh diễn ra sự việc. Đấy là hiểu đơn giản nhất về chuyện, được không? Vậy thì những cái đặc điểm liên quan đến những cái đặc điểm rồi những cái yếu tố ở trong chuyện bao gồm cái gì? Cốt truyện. Cốt truyện nó chính là những cái sự kiện được sắp xếp theo một cái trật tự nhất định, có mở đầu và có kết thúc. Thì các bạn chỉ ra được cốt truyện của cái văn bản đó, cốt truyện của đoạn trích đó, đúng không? Rồi tiếp đến nhân vật thì sao? Nhân vật là cái đối tượng được miêu tả, đối tượng được nói đến ở trong cái câu chuyện đó, đúng không? Nó có hình dáng, có hành động, có ngôn ngữ, có cảm xúc và được nhà văn đã khắc họa. Thì đấy, có bao nhiêu nhân vật thì các bạn nêu ra, xác định cho chị đâu là nhân vật chính, đâu là nhân vật phụ của văn bản. Về ngôi kể điểm nhìn thì sao? Chúng ta sẽ quan tâm đến khái niệm là người kể chuyện là ai, đúng không nào? Người kể chuyện thì sẽ có những dạng nào? Đầu tiên, xuất hiện trực tiếp trong tác phẩm và xưng tôi, kể về những gì mình đã tham gia và chứng kiến. Đó, đấy là người kể chuyện thứ nhất nhá. Thay đổi kiểu người kể chuyện trong một tác phẩm có thể sử dụng 2-3 người kể chuyện ngôi thứ nhất, hay là kết hợp người kể chuyện ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba. Thế thì lúc đấy các bạn phải biết rằng là người kể chuyện ấy có những đặc điểm nào, đúng không ạ? Người kể chuyện ấy có những đặc điểm nào, đang ở ngôi thứ nhất hay là ngôi thứ ba, để chúng ta trả lời cho chính xác câu hỏi đọc hiểu. Và thường thường những câu hỏi đọc hiểu này sẽ được 0,25 cho đến 0,5 điểm. Kem nhá. Đó, thì đấy là những dạng câu hỏi mang tính chất là gì ạ? Nhận biết thôi ạ. Xác định cho chị người kể chuyện hay là điểm nhìn. Đó. Rồi, và vậy thì ở khối lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 các bạn sẽ được học những cái tiểu loại chuyện sau. Chuyện đồng thoại ở lớp 6, đúng không? Các bạn sẽ được học chuyện đồng thoại. Vậy thì chuyện đồng thoại là gì? Là chuyện viết cho trẻ em, có nhân vật là loài vật hoặc là đồ vật, được nhân cách hóa, vừa mang tính vốn có của loài động vật, vừa mang đặc điểm của con người. Chuyện đồng thoại, hãy cứ nhớ cho chị, cái đặc trưng nổi bật nhất của nó là chuyện nói về loài vật hoặc là động vật. Kem nhớ chưa nào? Loài vật hoặc là động vật. Đấy, thế thì chuyện ngụ ngôn thì sao? Khái niệm về chuyện ngụ ngôn là gì? Ở trong chuyện ngụ ngôn thì đây là một chuyện tự sự cỡ nhỏ, trình bày bài học đạo lý, kinh nghiệm sống, sử dụng lối diễn đạt ám chỉ bóng gió. Ngụ ngôn mà, đúng không ạ? Ngụ thì là ngụ ý. Ngụ ý trong ngôn ngữ viết. Thế thì một số đặc điểm của chuyện ngụ ngôn thì chúng ta có thể thấy rồi. Nó là một cái câu chuyện rất là ngắn, ngắn gọn thôi. Nhân vật thì có thể là con người, có thể là con vật, có thể là đồ vật được nhân hóa, đúng không? Rồi nêu lên những cái tư tưởng đạo lý, bài học cuộc sống bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh, pha yếu tố hài hước. Đấy là chuyện ngụ ngôn. Tiếp, chuyện lịch sử. Các bạn sẽ được học chuyện lịch sử ở đâu? Ở lớp 8, đúng không ạ? Đây, đồng thoại ở lớp 6, ngụ ngôn ở lớp 7 và lịch sử ở lớp 8. Thì các em có thể thấy được cho chị là đối với lớp 8, cái cấp độ đọc hiểu của các em được nâng lên rồi. Thế thì các bạn sẽ làm sao ạ? Các bạn sẽ bắt đầu học đến cái gì? Học đến chuyện lịch sử khó hơn, dài hơn, đúng không? Chuyện lịch sử nó tái hiện những cái sự kiện nhân vật ở một thời kỳ, giai đoạn lịch sử cụ thể, tình hình chính trị của quốc gia, đúng không? Thời dân tộc, rồi khung cảnh sinh hoạt của con người là các yếu tố cơ bản tạo nên bối cảnh lịch sử của câu chuyện. Và các bạn sẽ chú ý đặc trưng của một số những cái yếu tố chuyện lịch sử như là cốt truyện, rồi thế giới nhân vật, rồi ngôn ngữ. Thế bình thường các bạn có hệ thống, tự hệ thống ra được cho mình như thế không? Không, đúng không? Rất là khó. Vậy thì chị đã làm cho các bạn nhiệm vụ đó rồi. Không biết là có bạn nào muốn nhận được cái tài liệu này không ạ? Đó, các bạn có muốn nhận cái tài liệu này không? Rồi, tiếp chuyện truyền kỳ nhá. Chuyện truyền kỳ các bạn sẽ được học ở lớp 9. Đặc biệt các bạn lớp 9 hãy vào đây và nghe cho chị. Về chuyện truyền kỳ, đối với các bạn học sinh sách kết nối tri thức các bạn đã được học rồi, đúng không? Vậy thì nó là một cái dạng văn xuôi tự sự, phát triển mạnh mẽ từ thời trung đại,
dùng nhiều cái yếu tố kỳ ảo làm phương thức nghệ thuật để phản ánh cuộc sống. Và qua những cái chi tiết kỳ ảo ấy thì người đọc có thể nhận thấy được những cái vấn đề cốt lõi của hiện thực, quan niệm của tác giả. À vậy thì về cốt truyện của truyện truyền kỳ thì sao? Nào, các bạn còn nhớ không ạ? Ở trong phần tri thức ngữ văn chúng ta nhớ rằng là với truyện truyền kỳ thì cái cốt truyện của nó luôn mô phỏng cốt truyện dân gian hoặc giã sử lưu truyền rộng trong dân gian. Các bạn học chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ rồi, đúng không? Đó, thì có khi mượn từ cái gì ạ? À, có khi mượn từ chuyện truyền kỳ của Trung Quốc. Cốt truyện của chuyện truyền kỳ thì thường chủ yếu dựa vào chuỗi sự kiện sắp xếp theo trật tự tuyến tính có quan hệ nhân quả. Hãy nhớ nhé, đặc trưng của chuyện truyền kỳ trong cốt truyện nó sẽ thường mang quan hệ nhân quả. Đó, về nhân vật thì sao ạ? Thường thường ở cái hệ thống nhân vật trong truyện truyền kỳ nó sẽ có 3 nhóm chính. Các bạn sẽ quan tâm cho chị đến yếu tố là gì ạ? À, thần tiên, đúng không ạ? Một cái yếu tố góp phần làm nên được cái gì ạ? Cái đặc sắc nghệ thuật của truyện truyền kỳ đó chính là thần tiên. Đó, các bạn học chuyện người con gái Nam Xương rồi, đúng không? Khi mà sao ạ? Khi mà Vũ Nương đã quyên sinh tại cái dòng sông đấy thì sao? Thì đã được ai cứu? Đó, thì đấy là những cái yếu tố truyền kỳ khi mà chúng ta đi xuống thủy cung như thế nào, đúng không ạ? Thấy Vũ Nương xuống thủy cung như thế nào, rồi mọi cái chuyện nó xảy ra ở dưới thủy cung. Và khi mà Vũ Nương được lập đàn giải oan thì cô ấy đã thoát hiện ra sao ở trên cái bến sông Hoàng Giang đó. Đấy, nhá. Rồi tiếp theo là người Trần nhất định có, đúng không ạ? Nhất định là có rồi. Và có thể là có cả yêu quái. Có thể có cả yêu quái, được chưa nào? Đó, và các nhân vật thường có nét kỳ lạ, biểu hiện ở nguồn gốc ra đời, ngoại hình, rồi những cái năng lực siêu nhiên. Có nghĩa là đặc trưng của chuyện truyền kỳ nó sẽ là có những cái yếu tố truyền kỳ rồi, đúng không? Những cái yếu tố truyền kỳ đó nó sẽ góp phần thể hiện những cái tư tưởng mà tác giả muốn gửi gắm. Đó, những cái mong muốn mà tác giả muốn nói lên ở trong cái thời điểm, ở trong cái thời gian đó, ở trong cái bối cảnh xã hội đó. Được chưa nào? Đấy chính là về cốt truyện, đấy chính là về nhân vật. Vậy thì đến với không gian thời gian trong truyện truyền kỳ thì sao? À, rõ ràng không gian thời gian nó có một cái sự pha trộn giữa cõi trần, cõi tiên, cõi âm. Đó, thời gian thì làm sao ạ? À đây các bạn có thể nhìn thấy nhá. Thời gian thì luôn kết hợp chặt chẽ giữa thời gian thực và thời gian ảo. Đó, chúng ta phải xác định được trong truyện truyền kỳ sẽ có thời gian thực và thời gian ảo. Và các bạn khi mà đi làm bài đọc hiểu, người ta sẽ có những cái câu hỏi là gì ạ? À, các bạn xác định thời gian. Thế thì các bạn phải biết được là đâu là thời gian thực, đâu là thời gian ảo. Đấy nhá, nhớ chưa nào? Rồi, và cuối cùng chúng ta sẽ để ý đến yếu tố liên quan đến mặt ngôn ngữ. Ngôn ngữ trong truyện truyền kỳ vì đây là thuộc thể loại trung đại, đúng không ạ? Văn học thời kỳ trung đại, thế cho nên rất nhiều điển tích và rất nhiều điển cố được vận dụng vào. Thế thì cái nhiệm vụ của chúng ta là gì? Các bạn phải nắm được những điển tích điển cố ấy. Và các bạn đã được học ở đầu kỳ 1 rồi. Đầu kỳ 1 trong chương trình ngữ văn lớp 9, các bạn đã được học điển tích là gì, điển cố là gì rồi. Và bây giờ khi mà đi vận dụng vào trong cái phần đọc hiểu, sẽ có những câu hỏi liên quan đến giải nghĩa điển tích, được không ạ? Các bạn sẽ có những câu hỏi giải nghĩa điển tích điển cố. Và có cái gì nữa? Và chỉ ra được cái tác dụng của điển tích điển cố đó trong việc là gì? Thể hiện cái nội dung nghệ thuật hay là thể hiện cái dụng ý của tác giả. Các em nhá, thì đấy chính là cái đặc trưng nổi bật trong truyện truyền kỳ của các bạn học sinh lớp 9. Có thể giữa kỳ này các em sẽ thi vào dạng truyện truyền kỳ đấy. Thế cho nên các bạn phải hết sức lưu ý cho chị về cái tiểu loại này nhá. Đó, tiếp đến chúng ta sẽ có thêm, các bạn sẽ có thêm một dạng nữa, đó chính là gì ạ? À, thần thoại. Nếu thần thoại thì ở đây thì các bạn sẽ học ở trong đầu chương trình lớp 10. Cái này thì chị sẽ không nhắc đến nữa, được không ạ? Ngoài ra, các bạn sẽ được học thêm tiểu loại, đó chính là gì ạ? À, các bạn sẽ được học truyền thuyết, các bạn sẽ được học chuyện khoa học viễn tưởng, các bạn sẽ được học chuyện cười, chuyện thơ nôm,
Đó. Thế thì hãy nhớ này, về truyền thuyết các bạn được học ở lớp 6 đúng không ạ? Lớp 6 các bạn được học truyền thuyết rồi. Đó, rồi đến lớp 7 hoặc là lớp 8 các em được học truyện khoa học viễn tưởng. Thế thì đối với truyền thuyết các bạn nhắc lại, nhớ lại cho chị một vài những cái thông tin liên quan đến cái chuyện truyền thuyết. Đó chính là đây là một chuyện dân gian kể về các sự kiện và nhân vật. Ít nhiều có liên quan đến lịch sử thông qua tưởng tượng và hư cấu. Hãy nhớ, truyền thuyết nó sẽ có yếu tố tưởng tượng và hư cấu. Được chưa nào? Nhá, vậy thì thế giới nghệ thuật trong chuyện truyền thuyết là gì? Kể lại một cuộc đời hoặc một chiến công của nhân vật lịch sử, hoặc giải thích nguồn gốc phong tục, sản vật địa phương theo quan điểm của tác giả dân gian. Đúng không? Rồi, nó được kể theo mạch thời gian là tuyến tính, có nghĩa là bắt đầu từ sự việc này cho đến sự việc khác. Đúng không ạ? Nối tiếp nhau theo thời gian tuyến tính, không hề đảo ngược trật tự thời gian. Và gồm 3 phần: hoàn cảnh xuất thân, thân thế, chiến công phi thường và cuối cùng kết thúc như thế nào. Đó, nhân vật chính ở trong truyện kiền truyền kỳ các bạn sẽ thấy thường thường nhá sẽ là anh hùng. Họ luôn phải đối mặt với những thử thách rất to lớn và lập nên những cái chiến công phi thường nhờ tài năng xuất chúng và sự hỗ trợ của cộng đồng. Đó, và tiếp theo, yếu tố tiếp theo quan tâm đến lời kể cho chị. Lời kể trong truyện truyền thuyết thì ra sao? Cô động, sắc thái thì trang trọng ngợi ca, đúng không? Bởi vì ca ngợi những chiến công hiển hách của các anh hùng mà. Tất nhiên, nó luôn có sắc thái trang trọng ngợi ca. Sử dụng những cái thủ pháp nghệ thuật, so sánh nhân hóa. Đó, và có thêm cái sự góp mặt của yếu tố kỳ ảo nữa. Đó, có yếu tố kỳ ảo để làm gì? Để làm gì? À, để tôn vinh, để lý tưởng hóa nhân vật ấy lên, giúp cho những cái chiến công của họ ngày càng được cái tôn vinh lên cao hơn, đúng không? Đó, đấy là về chuyện truyền thuyết. Tiếp theo, về chuyện khoa học viễn tưởng thì sao? À, chuyện khoa học viễn tưởng các bạn sẽ được học ở khối 7 hoặc khối 8. Thì sẽ có những cái câu hỏi đọc hiểu và người ta sẽ đưa ra những ngữ liệu đọc hiểu liên quan đến chuyện khoa học viễn tưởng. Và yêu cầu các bạn là xác định thể loại hay là xác định tiểu loại của đoạn trích trên. Thế thì bây giờ các bạn phải dựa vào đặc trưng của nó để các bạn xác định, đúng không? Đầu tiên, chuyện khoa học viễn tưởng viết về thế giới tương lai dựa trên cái sự phát triển của khoa học dự đoán, có cái tính chất ly kỳ. Và chuyện sử dụng cách viết logic nhằm triển khai ý tưởng về viễn cảnh hay là công nghệ tương lai, có những giả tưởng có thể trở thành sự thật. Và một số cái yếu tố của chuyện khoa học viễn tưởng các bạn quan tâm cho chị đến đề tài là những cái cuộc khám nghiệm vũ trụ, đúng không? Cái yếu tố để dễ nhận ra nhất trong cái chuyện khoa học viễn tưởng là các bạn nhìn thấy là cái đoạn trích ấy đang đi nói về những cái cuộc thám hiểm vũ trụ đấy, những cái cuộc du hành xuyên thời gian, những cái cuộc kết nối với sự sống ngoài trái đất với những người ngoài hành tinh. Được chưa? Đấy là đề tài. Về không gian thì sao? Thường thường là trái đất hoặc là ngoài trái đất. Về thời gian, nhất định rồi, khoa học viễn tưởng mà, nó sẽ là cái thời gian xuất hiện trong tương lai. Nhá, nó là những thời gian xuất hiện trong tương lai. Thế thì về cốt truyện thì sao ạ? Nó là một chuỗi tình huống sự kiện hoàn toàn tưởng tượng, dựa trên cái giả thuyết dự báo và quan niệm khoa học. Và nhân vật chính ở trong truyện khoa học viễn tưởng, nó luôn có sức mạnh thể chất phi thường, có cấu tạo hoặc khả năng kỳ lạ, trí thông minh kiệt xuất để tạo ra các phát minh. Đấy chính là gì ạ? Về chuyện khoa học viễn tưởng. À, về chuyện cười. Về chuyện cười thì các bạn được học rồi, đúng không ạ? Các bạn cũng đã được học ở chuyện cười ở lớp 8. Đây cũng là chuyện viết ra để nhằm mục đích là gì? Châm biếm. Đúng không? Châm biếm giống như chuyện ngụ ngôn là để răn dạy, thì chuyện cười thường mang cái sắc thái châm biếm nhiều hơn. Nó là một dạng tự sự dung lượng nhỏ, dùng tiếng cười nhằm chế giễu những thói hư tật xấu, những điều trái tự nhiên, trái thuần phong mỹ tục của con người, nhằm mục đích làm gì ạ? À, giải trí. Đó, chuyện cười thì ngắn, cốt truyện thì tập trung ở các cái sự việc có yếu tố gây cười, tình huống trớ trêu, những cái nghịch lý của cuộc sống. Bối cảnh thường bị cường điệu so với thực tế, có yếu tố bất ngờ và nhân vật chính là đối tượng bị chế giễu. Thì đấy, các bạn nhìn thấy là chuyện cười là một cái chuyện mà rất là dễ để nhận ra. Các bạn cứ thấy có sắc thái chế giễu, đúng không ạ? Người ta đưa cái chuyện ra để làm gì ạ?
để làm gì? Cười, chế giễu những cái thói hư tật xấu, những cái điều trái với tự nhiên thì đó là chuyện cười, đúng không? Và chuyện thơ nôm thì các em sẽ được học ở năm lớp 9. Với lớp 9 các bạn được học chuyện thơ nôm ngay từ đầu kỳ 1. Và đây cũng sẽ có thể là dạng các em sẽ thi vào giữa kỳ 1 ạ. Các bạn sẽ có thể thi vào chuyện thơ nôm ở giữa kỳ 1 này. Thế thì chuyện thơ nôm, các bạn thấy đặc trưng nổi bật nhất và ở cái tác phẩm nổi bật nhất để các bạn học đó là chuyện Kiều, đúng không ạ? Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du. Đây là một thể loại tự sự bằng thơ viết bằng chữ nôm, chủ yếu sử dụng thể thơ lục bát. Đó. Một số yếu tố đặc điểm như là đề tài, chủ đề phong phú, cốt truyện theo trình tự thời gian. À, cái mô hình cơ bản của nó là gặp gỡ, chia ly và đoàn tụ, giống như ở trong đoạn Trường Tân Thanh đấy. Đó, các bạn được học những cái đoạn trích, đúng không? À, Kim Kiều gặp gỡ, hay là Kiều ở Lồng Ngưng Bích, đúng không? Mạ Giám Sinh mua Kiều, Kiều bảo ân bảo oán rất là nhiều, hay là Chị Em Thủy Kiều. Thì đấy là những cái đoạn trích ở trong các phần của chuyện Kiều mà các em sẽ đi tìm hiểu về cái đặc trưng thể loại của chuyện thơ nôm thông qua những đoạn trích đó, đúng không? Tiếp hay là các bạn có thể học về gì ạ? Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, trích trong Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu đó nhá. Rồi về nhân vật chính thì sao ạ? Về nhân vật chính thì các bạn thường thấy nó sẽ là cô gái này, là chàng trai có vẻ đẹp hoàn toàn diện, nhưng cuộc sống lại gặp nhiều trắc trở, phản ánh một cái thực trạng xã hội đương thời làm nổi bật cái vẻ đẹp của con người. Tác giả viết ra muốn làm sao ạ? À, muốn ca ngợi con người, hoặc là muốn tố cáo cái xã hội đó, muốn nói lên những cái tiếng nói của mình để bênh vực những người yếu thế ở trong cái xã hội này, đúng không? Và chuyện thơ nôm nó có một cái đóng góp to lớn vào việc phát triển ngôn ngữ văn học, văn hóa và thể thơ lục bát của dân tộc. Hãy nhớ chuyện thơ nôm viết bằng chữ nôm. Chữ nôm là chữ của làm sao ạ? Của dân tộc mình, đúng không? Chữ nôm là chữ của dân tộc mình. Các bạn đã được học bài chữ nôm và chữ quốc ngữ rồi, các bạn biết rồi, chữ nôm là do trong ta sáng tạo ra. Đó, nhá. Thế cho nên nó, đây chính là một cái tiểu loại mà có một cái đóng góp to lớn vào việc phát triển ngôn ngữ của dân tộc, nhá. Rồi, đấy là về chuyện thơ nôm. À, vậy thì các bạn còn được học thêm về gì ạ? Về thơ. Các bạn sẽ được học thêm về thơ. Vậy thì đối với thơ, có một vài cái thể thơ lưu ý của chúng mình này. Các bạn sẽ có một vài thể thơ lưu ý nhá. Cần lưu ý với thể thơ sau. Thơ lục bát, học chưa ạ? Được học rồi, đúng không? Thơ bốn chữ và thơ năm chữ, thơ đường luật, rồi thơ song thất lục bát. Với thơ lục bát thì các bạn sẽ để ý một vài những cái thông tin sau. Thơ lục bát thì nhớ là ở trong thể thơ đó có câu 6 và có câu 8, đúng không? Lục là 6, bát là 8 mà. Các dòng thơ nó được sắp xếp thành từng cặp, một dòng 6 tiếng, một dòng 8 tiếng. Một số những cái đặc điểm thì các bạn sẽ quan tâm đến vần, đến thanh điệu, rồi đến nhịp. Đó. Và các bạn sẽ rất hay gặp những dạng câu hỏi là gì ạ? À, hãy chỉ ra, hãy chỉ ra nhịp của những câu thơ sau, hay là sự hiệp vần của những câu thơ sau. Và người ta sẽ trích ra một vài những cái câu thơ, khoảng 3 câu thơ hoặc là 2 câu thơ để các bạn chỉ ra sự hiệp vần. Thì các em lúc đấy các em cũng cần phải lưu ý là cái quy tắc hiệp vần của thơ lục bát là như thế nào. Tương tự như vậy đối với thể thơ 4 chữ, 5 chữ, hay là thơ đường luật, rồi thơ song thất lục bát. Song thất lục bát thì ở lớp 9 các bạn được học, đường luật ở lớp 8, đúng không ạ? 4 chữ, 5 chữ ở lớp 7. Đấy, lục bát thì các bạn được học ở lớp 6. Thì đây nhá, chị sẽ lưu ý cho các bạn, đây chính là nội dung ôn thi giữa kỳ 1 của các em. Đồng ý không ạ? Và các bạn sẽ phải lưu ý đến những tiểu loại thơ như thế để các bạn không bị quên trong quá trình mà làm sao ạ? Trong quá trình chúng ta ôn tập. Tránh trường hợp là gì? Đến ngày gần thi rồi vẫn không nắm được tri thức liên quan đến thể loại. Thì điều đó rất là sao ạ? Rất là nguy hiểm. Nhá, đi thi rồi mà chúng ta vẫn không nhắc tới được đến làm sao ạ? Không nhớ được đến cái kiến thức thể loại thì rất là nguy hiểm trong cái việc mà các bạn lấy được điểm đọc hiểu. Đó, điểm đọc hiểu của các bạn chiếm khá là nhiều đấy. Có thể là 4 điểm, có đề đọc hiểu sẽ là 4 điểm, có đề đọc hiểu thì sẽ là 6 điểm.
thì các bạn sẽ xem là à vậy thì cái cấu trúc ôn thi, cấu trúc thi của các bạn ở tỉnh các bạn và ở trường, ở huyện các bạn, xem là cấu trúc thi, cái dạng câu đọc hiểu sẽ là vào khoảng 4 điểm hay là 6 điểm để chúng ta căn kẽ thời gian cho đúng trong cái quá trình mà chúng ta trả lời câu hỏi. Đúng không nào? Ngoài cái việc mà các bạn nắm vững tri thức đọc hiểu ra, đây là những tri thức ngữ văn phục vụ cho việc các bạn làm gì ạ? Các bạn trả lời những câu hỏi đọc hiểu. Bên cạnh đó, các bạn cũng phải lưu tâm cho chị đến phần viết. À, ở trong phần viết thì như chị đã nói rồi, đối với khối trung học cơ sở, các bạn sẽ có những dạng viết sau cần phải lưu ý. Viết một bài văn tự sự, đúng không ạ? Hay là bài văn miêu tả, hay là bài văn biểu cảm, hoặc là bài văn thuyết minh. Thuyết minh. Đó. Rồi, tiếp đến này, các bạn sẽ quan tâm đến dạng văn nghị luận, văn học. Được chưa nào? Nghị luận văn học. Rồi, các bạn quan tâm đến nghị luận xã hội. Được chưa? Đây sẽ là những dạng viết cơ bản để các em tập trung ôn tập. Vậy thì chị sẽ nói đến phần nghị luận xã hội nhé. Nói đến phần nghị luận xã hội. Đây sẽ là phần mà các em cũng khá là băn khoăn trong quá trình làm bài. Bởi vì sao? Chương trình mới thì đồng nghĩa với việc chúng ta phải thay đổi cách viết. Chúng ta không còn viết theo làm sao ạ? Theo những cái mẫu như ngày xưa nữa. Chúng ta không còn viết theo một cái bố cục khá là cứng nhắc. Là phải từ đầu đến cuối tôi phải có bước này, phải có bước thực trạng, phải có bước nguyên nhân, phải có bước kết, phải có bước hậu quả, rồi sau đó đến bước giải pháp, rồi sau đó liên hệ bản thân, rồi chúng ta làm rất nhiều cái ở trong một bài nghị luận xã hội. Nhưng đối với chương trình mới thì không, đúng không? Và với mỗi cấp bậc, với mỗi lớp học sẽ có những cái yêu cầu cần đạt riêng. Ở lớp 6, các bạn chỉ cần trình bày được cho chị những cái ý kiến cơ bản của các bạn về một cái vấn đề, về một cái vấn đề trong cuộc sống thôi. Lên lớp 7 thì yêu cầu là về phần lý lẽ, về phần bằng chứng của các bạn phải thuyết phục. Lớp 8, các bạn phải trình bày được cái gì ạ? Ý kiến đồng tình hoặc phản đối với một vấn đề nào đó xoay quanh cuộc sống chúng ta. Còn lên lớp 9 thì sao? Ngoài những cái yếu tố, những cái yêu cầu cần đạt của cả lớp 6, lớp 7, lớp 8 gộp lại, các bạn còn phải làm thêm một cái yêu cầu nữa là chúng ta phải giải quyết được vấn đề. Các bạn phải đưa ra cho chị được những phương án để giải quyết vấn đề. Đúng chưa nào? Nhá, những phương án ấy phải là phương án làm sao khả thi và có sức thuyết phục. Và người ta phải thực hiện được cái phương án đó. Thì lúc đó cái bài viết của chúng ta mới thực sự thành công. Kem nhá, lúc đó thì bài viết của chúng mình mới thực sự thành công. À vậy thì đấy, các bạn có thể nhìn thấy nghị luận xã hội chưa bao giờ dễ dàng với tất cả các bạn hơn lúc này. Bởi vì sao? Đã có cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội đồng hành cùng với các em. Các em có thể sở hữu cuốn sổ tay này để phục vụ cho quá trình chúng ta ôn luyện viết nghị luận xã hội. Và trong cuốn sách này sẽ dành cho tất cả các bạn học sinh từ lớp 6 cho đến lớp 9 ạ. Các bạn có thể nhìn mục lục nhé. Đây, các bạn sẽ cùng chị đi nói về mục lục của cuốn sách. Đầu tiên về những cái phần tổng quan liên quan đến kiểu bài nghị luận xã hội ở cấp trung học cơ sở thì cái này các bạn sẽ đọc thêm, được không ạ? Cái phần mà chị quan tâm và chị muốn nói đến các bạn đó chính là phần phương pháp làm bài. Hãy nhớ này, trình bày ý kiến cơ bản lớp 6 các em học, đây là dạng văn của lớp 6. Những bạn nào đang học lớp 6 các em có thể xem phần trình bày ý kiến cơ bản ở trang số 13. Tiếp, trình bày ý kiến tán thành hoặc ý kiến phản đối, đây là của lớp 7 và lớp 8. Các em có thể tìm xem ở trang số 31 và 48. Và cuối cùng dạng thứ tư là dạng của lớp 9. Đây sẽ là dạng trình bày một cái viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần phải giải quyết của các anh chị lớp 9. Và đây sẽ là những cái dạng trọng tâm để chúng ta ôn thi vào 10. Dạng trọng tâm để các bạn ôn thi vào 10. Được chưa nào? Ồ, vậy thì đối với phần phương pháp làm bài này sẽ có những cái điều gì hay để thu hút các bạn khi mà các bạn mua cuốn sách này? Các bạn nhìn thấy nhá. Chị ví dụ với phần ý kiến tán thành trang số 31. Trang số 31 nào. Đây. Các bạn sẽ thấy phần trình bày ở trong cuốn sách rất là rõ ràng. Đầu tiên các bạn cần phải nhận diện dạng đề trước đã. Các bạn biết là các cái kiểu ra đề của dạng
trình bày ý kiến tán thành hay phản đối, nó sẽ là kiểu ra đề như thế nào, đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ có một cái quy trình viết. Quy trình viết thì các bạn phải trải qua các bước như là chuẩn bị, như là tìm ý và lập dàn ý, sau đó thì các bạn mới đến bước viết và cuối cùng là bước chỉnh sửa. Vậy thì trong bước tìm ý và lập dàn ý, các bạn phải liên tục đặt cho chị có một cái phương pháp học rất là dễ để các bạn có thể làm tốt được nghị luận xã hội. Đó chính là chúng mình sẽ đặt ra những câu hỏi. Và bao giờ cũng thế, đấy là cách tư duy cho bất kỳ một dạng viết nào. Các bạn phải luôn đặt cho mình những câu hỏi để chúng ta tự trả lời, để chúng ta tự tìm ý. Vậy thì đối với dạng trình bày ý kiến tán thành, các bạn có một cái câu hỏi mang sức nặng, đó chính là câu hỏi như thế nào. Vậy thì như thế nào chúng ta sẽ vận dụng vào trong cái câu tìm ý? Ví dụ, vấn đề gợi ra những cách hiểu nào? Hay là em tán thành với ý kiến gì xoay quanh vấn đề? Vì sao em tán thành ý kiến đó? Ý kiến đó đúng đắn như thế nào? Thì đây, ví dụ đây, các bạn sẽ có thể nhá, nhìn này vào ví dụ này. Khi mà đặt ra câu hỏi ý kiến A đúng đắn như thế nào, thì trong cái quá trình tìm hiểu câu trả lời, chúng ta sẽ tư duy theo hướng. Đầu tiên là biểu hiện đầu tiên dễ thấy nhất về sự đúng đắn của ý kiến A là gì, thì các bạn sẽ trình bày một loạt những cái sự đúng đắn ấy ra. Theo cái gì ạ? Cái vốn hiểu biết và cái tri thức của các em. Tiếp theo, biểu hiện thứ hai về sự đúng đắn của ý kiến A là gì? Đó, rồi cuối cùng là các bạn nhìn thấy này, khi mà các bạn theo đuổi những câu hỏi như thế nào, thì chúng ta có thể thấy được những biểu hiện dễ gây nhầm lẫn của vấn đề trong thực tế đời sống. Từ đó có cách nhìn đa chiều, tìm cách phản biện với những quan điểm trái chiều, có thể để củng cố cho quan điểm của mình. Ví dụ, ý kiến A đúng đắn như thế nào? Ý kiến A có những biểu hiện đúng đắn là, đồng thời cũng có người nhìn nhận ý kiến A chưa đúng đắn ở chỗ đó. Thì đây sẽ là cách để các bạn phản biện lại những cái ý kiến, giúp cho bài viết của các bạn được sâu hơn, được toàn diện hơn, là một chiều, đúng không? Chúng ta có cái nhìn đa chiều về một vấn đề thì bao giờ bài viết của các bạn cũng được đánh giá cao. Các em nhớ, hãy nhớ điều đó cho chị nhá. Đó, vậy thì đối với cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội này, chị nghĩ rằng các bạn nên sở hữu nó. Bởi vì nếu các bạn học lớp 6, các em có thể sở hữu cuốn sổ tay này đến học hết lớp 9, các bạn vẫn sử dụng được. Các bạn sử dụng được lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, các em vẫn sử dụng được bình thường mà. Đó, cho nên là nếu mà các bạn muốn nâng cấp cái bài viết nghị luận xã hội của mình hơn, muốn viết tốt hơn về phần nghị luận xã hội, muốn bàn luận tốt hơn về phần nghị luận xã hội, cũng như là có một cái phần làm sao ạ? Đây các bạn có thể nhìn thấy nhá. Đây sẽ là những cái từ điển vấn đề phổ biến này. Ở trong này nếu các bạn vẫn đang bí từ hay là các bạn không biết cách giải thích vấn đề như thế nào, thì cuốn sổ tay này sẽ giải quyết vấn đề đó cho các bạn. Với những từ điển vấn đề phổ biến liên quan đến các vấn đề các bạn thường gặp ở lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, các đề thi hay ra, thì đây, ở trong này sẽ có hết. Và ngoài ra, điều đặc biệt ở trong cuốn sách này chính là gì ạ? Phần tổng hợp dẫn chứng. Phần tổng hợp dẫn chứng rất cập nhật. Đây, những trend, đúng không? Các bạn đều biết rồi, những trend vẽ cờ Tổ quốc lên mái nhà xuất hiện vào cái dịp lễ kỷ niệm mùng 2 tháng 9 vừa rồi luôn được cập nhật vào trong cuốn sách này. Đó, hay là trào lưu gì ạ? Đưa âm nhạc, đưa những cái chất liệu văn hóa dân gian vào trong âm nhạc, trong những cái MV của Hoàng Thùy Linh hay là MV của ca sĩ Hòa Minzy. Đó, thì các bạn thấy nhá, chắt lọc từng phần gì ạ, dẫn chứng một để cho các em có thể đưa vào bài viết của mình. Và tiếp này, có phần tổng hợp bằng chứng trích dẫn. Thì những cái bằng chứng trích dẫn này sẽ phục vụ cho các bạn trong quá trình chúng ta viết mở bài, các bạn dẫn dắt bằng một câu trích dẫn nào đó. Các cái chủ đề này sẽ là những chủ đề rất quen thuộc đối với các em ở trong các đề thi và các cái đề mà kiểm tra giữa kỳ cuối kỳ. Đó nhá, nếu các bạn quan tâm đến cuốn sách này thì các em có thể nhắn tin về page Học Văn Chị Hiên Trung Học Cơ Sở lớp 6789 để có thể đặt mua với mức giá ưu đãi nhất nha. Và đừng quên, nếu các bạn muốn đồng hành cùng với Học Văn Chị Hiên trong hành trình chinh phục 8 cộng 9 cộng môn ngữ văn với các khối lớp, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, thì các em có thể nhắn tin về cho Văn Chị Hiên với những khóa học văn VIP được tương tác trực tiếp với giáo viên và được chấm chữa bài 1-1 nhá, các em nhá. Rồi, đó, đấy là những thông tin mà chị muốn cung cấp đến với các bạn.
có mọi những cái câu hỏi thắc mắc nào mà các em muốn hỏi liên quan đến quá trình học văn hay là liên quan đến những ấn phẩm về môn văn, liên quan đến các khóa học của học văn chị Hiên, các em cứ chủ động nhắn tin về bếp, chị sẽ hướng dẫn các bạn cũng như là chị sẽ giải đáp những cái thắc mắc của các bạn nhé. Rồi, còn bây giờ có lẽ là chị sẽ xin phép tạm dừng phần phát trực tiếp của mình tại đây. Hẹn gặp lại các em trong những buổi phát trực tiếp tiếp theo nhé. Bye bye!